Tập 71. Màu xanh này đẹp hơn hay là màu đỏ đẹp hơn? Cô thấy chị mặc đồ nào đẹp hơn? Nghĩ cái gì ta hả? Đưa cả người thế này. Ý dạ. À chị lầm, chị mặc cái gì cũng đẹp hết. Chị không mặc gì càng đẹp hơn nhỉ? À, em thấy, em thấy mặc hay không mặc đều đẹp rồi. Cô cũng dám nói thật sao? Vậy thì chị cởi ra cho cậu xem nhé. Hả? À, không phải, không phải. Em nói nhầm. Đây là bệnh viện mà chị Lâm. Nhờ đầu cô y tá vào thì làm sao? Lâm tổng. Tô Mộng Khiết, trợ lý bên cạnh của Lâm tên Sảo. À xin lỗi, làm phiền rồi. À không sao, thì tổng. Có chuyện gì sao? Thì sớm. Hay là đợi tí nữa tôi quay lại. À gì làm à? Có việc làm gì, việc của chị tôi đi. Mai em chỉ tới thăm chị tiếp. À dì Thu, xa là để cho thằng nhóc này chạy mất rồi. Nói đi, chuyện gì đã phá hủy chuyện tốt của tôi thế? Cô cũng đâu phải là dễ dàng gì mới tìm tôi đâu chứ. Lâm tổng, có hai việc quan trọng hơn, tôi nghĩ sẽ tốt hơn khi báo cáo với cô. Lâm anh đất thành đồng kia, đưa tiền giá có trọng, tiền diễm như là lần này của tới Giang Châu, chính là đại diện cho tiền già tới tham gia cạnh tranh. Mảnh đất kia vốn là không có bao nhiêu lợi nhuận. Nếu như mà tiền già muốn, vậy thì đưa cho bọn họ đi. Nhưng mà cũng không thể để cho bọn họ cầm dễ dàng cầm đi được. Có hiểu ý của tôi chưa? Đã rõ. Vậy chuyện còn lại thì sao? Tiêu Thành Đế đến Giang Châu rồi. Hắn tới làm cái gì? Chứ không phải là muốn tới chỗ Bạch Băng đâu chứ? Tôi nghĩ là hắn sẽ làm như thế đấy. Hôm nay hắn còn phái quản gia của hắn tặng cho một bó hoa cho Bạch Bằng. Nếu như mà Tiêu Thành thực sự vì Bạch Bằng mà trở về, vậy thì e rằng dị thù lại có thêm rắc rối rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại cái vị trí bác sĩ, cũng không thể để đến muộn được. Hồi bác sĩ Diệp, chúc mừng anh đã lên chính thức nha. Bác sĩ Diệp, anh giỏi thật đấy. Đã xảy ra chuyện gì thế? Chàng lấy Quách Đại Nộ lại tự nhiên giờ tính cho mình lên chính thức sao? Bọn tôi đã được đọc thông báo trên WhatsApp rồi. Chúc mừng anh. Thật không ngờ là thật này. À cảm ơn. Chúng tôi mời mọi người đi trà sữa. Chào bác sĩ Diệp. Chào buổi sáng bác sĩ Diệp. À chào buổi sáng. Chào buổi sáng bác sĩ Diệp. Chỉ có bởi lên chính thức mà đã có thay đổi như thế này. Nếu như mà mình làm chủ nhiệm, họ là viện trưởng, họ không biết là bọn họ còn nhiệt tình tới mức nào nữa đây. Chỉ có thể thành công trên thế giới này thì mới chiếm được thiện chí của những người xung quanh. Nếu không, cả thế giới này sẽ là kẻ thù của bạn. Văn phòng của Bạch Bằng, mời vào. Chị Bạch, em tới đó cảm ơn chị đã giúp em lên chính thức. Tiền hỏi luôn về kế hoạch công việc tiếp theo như thế nào. Em nhất định sẽ cố gắng làm tốt một bác sĩ, noi gương theo chị. Mới nói nhảm đi, bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ treo biển hành ngờ khám bệnh. Thật sao ạ? Thật ra với trình độ và thành tích của cậu sớm có thể lên chính thức rồi. Tất cả là tại bố con nhà Quách đấy. Không muốn thành công thì phải vượt qua khó khăn. Nhưng mà tôi cũng nhắc nhở cậu, kinh nghiệm cậu vẫn còn quá ít. Gặp phải cái bệnh chưa xác định được thì không được mù quáng phán đoán, phải báo cáo kịp thời lại cho tôi. À đã rõ, em sẽ nghiêm khắc nghe theo yêu cầu của chị Bạch. À được rồi. À không sao nữa rồi, cậu có thể đi được rồi đấy. Chị Bạch, mắt chị làm sao thế? À không sao, bệnh cũ thôi. Bệnh cô mắt thôi ạ, nhớ vài giọt mắt là được rồi. Vậy thì tốt rồi. Chị Bạch vẫn nên chú ý nghi ngờ nha, sức khỏe mới là quan trọng. Vậy em xin chị Bạch đi trước nha. À dì Thu đợi đã. Tối thứ bảy cậu có rảnh không? À có ạ. Thứ bảy này tôi còn tham gia một buổi tiệc. Cậu có thể đi làm bàn tiệc của tôi không? Buổi tối bệnh viện không có gì thù ủi chán chết. Chuyện nhà tiền già đã được xử lý xong chưa? Thưa Lâm tổng, mọi chuyện đã được xử lý xong rồi ạ. À đúng rồi, thưa Lâm tổng. Cơ sở lớn ở Giàn Chầu thứ bảy này sẽ tổ chức tiệc lớn ở Thi Tịnh, cùng đỡ hoàng nghênh Tiêu Thánh để tới.
Đây là thư mời gửi tới cho cô. Có mọi tiều thành được tới mà còn giận. Mà cái đám người này đã muốn quỳ xuống để liếm chân hắn rồi à. Nếu như mà anh của hắn ta quán quân hầu tới thì chắc cả cái thành phố này dập đầu lên tiếng hát mất tụi. Chứ cùng thì anh hắn cũng là quán quân hầu mà. Nhạt nhẽo không đi đâu. À Lâm Tổng, nếu như cô biết được một tin nữa, cô có thể sẽ đổi ý đấy. Tin gì? Nói đi xem nào. Tôi nghe nói Tiêu Thanh Đế trong bữa tiệc sẽ cầu hôn Bạch Bàng giữa toàn thế người ở đó. Ồ, nếu nhìn như thế sao tôi không tới được chứ? Phòng khám khoa ngoại, phòng khám số 8. À, tôi là sàn khối hôm nay vậy mà khám được 35 người bệnh. Chắc cũng không còn bệnh nhân nào nữa rồi. Đang làm thôi. À, mời vào. Bác sĩ Diệp, em có thể kiểm tra cho chị không? Chị thấy hơi khó chịu. Chị làm sao thế? Chị lo lắng cho bác sĩ Diệp đi làm ngày đầu tiên nên tim đập bịch 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 luôn. Không trêu em nữa, chị mang cơm hộp tình yêu đến cho em đây này. Anh à, chị đút cho em. Chuyện này là sao? Trông có vẻ hơi đáng sợ à. Có lẽ chỉ là trông không đẹp mắt thôi, nhưng mà mùi vị cũng không đến nỗi nào đâu ha. Em vì có ăn cho hết đó nha. Ui, chị Lâm, em muốn hỏi thăm chuyện này. Chị có biết Tiêu Thanh Đế không? Tiêu Thanh Đế? Không biết người của hắn cũng chỉ có em thôi nhỉ? Anh ta là nhị thiếu gia nhà họ Tiêu ở Kinh Thành. Nhà họ Tiêu? Nghe nhà họ Tiêu có vẻ danh tiếng lớn, nhưng mà thật ra cũng chỉ có hai người thôi. Chỉ là vì có sự tồn tại của người kia cho nên mới không có ai dám chọc đến nhà bọn họ. Người kia? Người khiến cho không ai dám chọc tới nhà họ Tiêu là anh trai của nhà họ Tiêu, vang danh thiên hạ, quan quân hầu, Tiêu Cẩu. Tiêu Cẩu là người dọn dắt ở trong lòng bảng, là chiến thần, lên thổ vi Bắc, thống lĩnh quân đội hàng vạn người, uy thế ngập trời. Dù cho Thanh Đế công rực rỡ loa mắt như là Tiêu Cẩu, nhưng mà cũng không kém. Anh ta tốt nghiệp đại học Kiếm Kiều, chưa tới 30 tuổi đã sở hữu một tập đoàn tư nhân hàng tỷ. Vì vậy anh ta được tạp chí Rotten vinh danh là nhân vật trẻ xuất sắc của năm. Nhưng tên đó có một khuyết điểm rất lớn. Anh ta rất kiêu ngạo trong cách xử sự và làm nhiều việc dựa trên danh nghĩa của quân quân hầu của anh trai mình. Để chị kể cho em nghe chuyện này. Tiêu Thanh Đế chính là mối tình đầu của Bạch Bằng đấy. Thế nên chị cảnh cáo em, đừng có mà tới gần Bạch Bằng. Xem những hành động của Tiêu Thanh Đế thì chắc bọn họ sẽ không bỏ qua. Nhưng mà chị Bạch à, chị Bạch, em chứ không thầy lòng nhanh như vậy đâu nhỉ? À không, không, không phải, không phải. Em chỉ là tò mò. Tò mò với người phụ nữ khác em còn đặt chị vào trong mắt hay không? Chị giận rồi, hậu quả rất nghiêm trọng đó. À em xin lỗi chị nhé, xin không cần phải xin lỗi của em. Hôn chị một cái là được rồi. Ôi chị Lâm, thì về bà em được cái chị chứ không có một cái thôi mà. Nhà có Bạch Bằng. Bộ vest này mẹ đã tiệu nửa tháng lương để mua cho mình giữ phòng thái. Chị Bạch em vào nhé. Dì thử cứ vào đi, cửa cũng không khóa đâu. À đây chú sắp xong rồi, cô cứ ngồi đợi trên sofa lúc nhé. Ui chị cũng đẹp quá. Được rồi, sẽ mời chị một chút. Còn thiếu cái gì không? À rất rất đẹp ạ, à, thiệt lắm ạ. Ui, mà đi thử sẽ đã chuẩn bị xong rồi. Có đi luôn bây giờ không ạ? À được đi. Được rồi, vậy thì chúng ta xuất phát đi. Dạ vâng. Con tưởng là yến tiệc bình thường thôi, không nghĩ là sang trọng như thế này.
Đây chính là thế giới của người có tiền sao? Di Thù, hôm nay cậu coi như là bạn trai của chị một ngày đi. Ừ. Hả, vì hồn phụ của chị Bạch không phải là tiểu thành đế sao? Nói như vậy thật sự là không thành vấn đề gì đấy chứ. Xin lỗi tiên sinh, ngài không được đi vào. Hạ tên trên thư mời và bản thân người đưa phải thống nhất thì mới đi vào. Mà trong tấm thiệp này lại không có tên của ngài. Cái gì? Nhưng mà cô ấy đi theo với tôi mà. Ây dồ, đây lại thế hả? Không phải là bà tiểu thư đi sao? Con tứ bột này ở đâu ra thế? Tiểu thư Bạch à? Gô này có chị chật chật, cái chút lo lắng cho chị để nhà. Phùng Mẫu Linh, tránh xa ta ra một chút. Chị Bạch, những người này là ai vậy? Phùng Mẫu Linh là một trong tứ thiếu gia của thành phố Giang Châu. Gia đình kinh doanh khách sạn Thí Tình Cùng chính là sản nghiệp của Phùng gia. Lý Tiền Trình là lão tứ trong tứ thiếu gia của Giang Châu. Gia đình kinh doanh nguyên liệu mỹ phẩm ở trong nước, có thương hiệu mỹ phẩm riêng, cũng đang bước vào ngành truyền thông, đánh giá giá trị gia tộc là 1 tỷ. Chu Hạo 29 tuổi là bởi vì có người có tuổi cao nhất nên là lão đại trong 4 thiếu gia của Giang Châu. Chủ yếu là kinh doanh bất động sản, tài sản lên đến 10 tỷ. Tứ thiếu gia của Giang Châu sao? Thế còn người nữa đâu? Còn có một người của Viện Hường, xếp hạng thứ 3 trong tứ thiếu gia của Giang Châu, mà Vương Hiền nhà làm tài chính, tài sản hắn cũng đã 10 tỷ. Nhưng mà Vương Hiền lại không theo doanh nghiệp của gia tộc, mà lại giảng dạy ở Đại học Giang Châu. Hắn là người chính trực, hơn nữa thì học thuốc yên bác, không giống với bà tên Hoa công tử kia. Chị bà rốt cuộc là có lai lịch gì vậy? Sao vừa là người tình của Tỳ Thành Đế, vừa có quen biết với tứ thiếu gia của Giang Châu thế? Ba tên này cũng chẳng phải người tốt gì đâu. Chút nữa nhớ cẩn thận, đừng có đắc tội với bọn họ tránh gây phiền phức. Dạ. Yeah. Đồ cái kiểu gì vậy? Yến tiệc này là tiểu thành đế chuẩn bị để cầu hôn Bạch Bằng Bằng, mà cô ấy lại đem theo người đàn ông khác tới là sao đây? Không được, không thể để cho chuyện này thành ra nông nỗi đây. Giang Thành không thể đắc tội với anh em Tiêu gia được. À, thật là ngại quá. Quy tắc yến tiệc không cho chó hoang ở ngoài vào. Thì thưa Bạch à, để tôi đưa cô vào trong nhé. Phùng Mẫu Linh, ý anh là sao đây? Thì thưa Bạch à, cô đừng có hiểu lầm. Những người tới yến tiệc này đều là nhân vật có máu mặt hết. Người không rõ lai lịch thì không tới gây rắc rối đâu. Thế nên cậu ta không được vào. Lúc trước mấy người còn đem theo bao nhiêu là con chim chích chim én thì sao không nói đi. Thế nên cô thấy hôm nay chúng tôi có đem theo cái gì không? Hôm nay không giống bình thường đâu. Nói ra như thế thì xin lỗi, tôi cáo từ, dì thù chúng ta đi. À này không được. Đây không phải là tiểu dịp sao? Sao cậu lại ở đây? Long Vượng. À Long Vượng, nghe tới rồi sao? Nghe vào đi. Long Vượng à, tôi là Chú Hạo, nghe còn nhớ chưa? À Long Vượng à, chúc ngài mạnh khỏe. Ba người các người trưởng thành cả rồi nhỉ? Không hổ là trụ cột vững vàng của gia cho chúng ta. Vẫn là nhờ có ngài dạy dỗ chúng tôi, trông coi chúng tôi nên mới được như thế này chứ. Tiểu dịp à, cậu cũng tới dự tiệc tối nay à? À dạ, tôi là người dẫn theo, bởi vì không có tiệc mời nên cũng không được vào, nên cũng đang chuẩn bị đi về. Hả? Không được vào, phải quay về? À, có vẻ như đây không phải là nơi tôi nên tới. Đây có phải là Long Đàm Hổ Huyệt hay là địa ngục liệt diễm gì đó đâu? Có gì mà không nên tới? Trên một mẫu ba phần đất của Giang Châu này, còn có người dám hình hoàng không hoan nghênh huynh đệ của ta sao? À không biết có thể dẫn ta có thể dẫn tiểu huynh đệ này vào hay không gì? À không dám, không dám. À, mời vào, mời vào. Vậy thì đừng có đứng ở cửa nữa và đi. Sao giờ? Để tới lúc đó đi vào chút nữa thì tiêu công tử mà nhìn thấy thì chúng ta cũng tiêu rồi. Anh Hào à, anh quá có trọng tên nhóc kia rồi. Không phải chỉ là bất
bác sĩ nghèo nên bởi Long Vương thôi sao? Hắn có gan cho Tiêu công tử hay sao? Chúng ta cứ bên cạnh xem kịch vui là được rồi. Sau đó, nếu như hắn thật sự có gan phá lời cầu hôn của Tiêu công tử, thì đối với chúng ta mà nói thì không hẳn là chuyện xấu. Ý là sao? Người dọn hắn đi là Long Vương. Để chúng ta xem kịch hay đi.